Cặp bồ với chồng cũ. Alo. Anh có lương chưa? Sao không thấy đưa tiền cho em thế? Chuyển khoản cho em đi, em hết tiền đi chợ rồi, còn nộp tiền điện nước nữa. Anh đang bận, tối về nói chuyện sau nha. Ơ kìa, chưa nói xong đã tắt máy rồi. Mùi gì khét khét thế nhỉ? Thôi chết, nội thịt của mình. Em vừa chui ở đâu ra thế? Thì vừa cho con bóng ngủ, xong em cũng ngủ quên mất. Mà hôm nay á, em lỡ tay làm cháy nồi thịt, tiền lại hết nên chẳng mua được gì khác. Anh ăn tạm nhé. Thịt cháy thế này ăn làm sao được mà tạm? Ở nhà có mỗi việc nấu cơm cũng không xong, anh chẳng hiểu em làm cái gì nữa. Thì hôm nay con bóng nó quấy quá, cứ khóc đòi bế, rồi người ta đến thu tiền, em rối quá nên cũng không để ý. Mà anh có lương chưa? Chưa có đâu, tháng này công ty chậm lương, cầm tạm chỗ này tiêu đi. Có thế này thôi hả? Vài triệu bạc tiêu vài hôm là hết. Anh nhớ giục công ty trả lương sớm đấy. Mà anh không ăn cơm à? Liên hoan xong rồi, anh đi tăng 2 tí, lát anh về nha. Ăn xong rồi thì về đi, còn tăng 2 tăng 3 nữa. Anh ham chơi vừa thôi, con thì nhỏ. Đây là sếp tổ chức, không đi không được. Em lúc nào cũng cằn nhằn như bà già ấy. Vậy nha. Càng ngày càng khó tính như ma. Bảo sao? Anh Đức, sao anh không vào trong uống với mọi người, lại ra đây đứng một mình thế này? Nhớ vợ à? Em vui tính quá đi. Anh ra ngoài cho thoáng tí thôi. Mà hôm nay em đẹp quá, khác hẳn ngày thường ở công ty. Để em chỉnh lại cổ áo cho anh nhé. Ai lại mặc để gấp vào trong thế này? Anh cảm ơn em. Ai á mà lấy được anh Đức đúng là có phúc lớn đấy. Vừa đẹp trai lại vừa ga lăng chứ. Ước gì em cũng được như chị Vi nhà anh. Em lại quá khen rồi. Thôi mình vào trong đi. Nè, cẩn thận. Cảm ơn anh vì đã đón nhận tình cảm của em. Anh phải cảm ơn em mới đúng. Biết là đến với anh chịu nhiều thiệt thòi mà em vẫn chấp nhận. Anh... Đừng nói gì nữa. Chỉ cần được ở bên anh là em đã mãn nguyện lắm rồi. Khó khăn thế nào em cũng chịu được hết. Anh chính là người đàn ông trong mộng mà em kiếm tìm bấy lâu. Hổ, cứu tôi. Không, không. Đúng là ám mình cả trong giấc mơ. Em Liên đáng yêu như thỏ bao nhiêu thì cô ta hung dữ như hổ bấy nhiêu. Tại sao người nằm cạnh mình không phải là Liên chứ? Liên ơi, anh nhớ em quá. Nửa đêm rồi không đi ngủ sao? Còn ngồi đây làm gì? Anh vừa đi đâu về? Đi làm chứ đi đâu? Dạo này anh lạ lắm. Suốt ngày đi sớm về muộn. Nói chuyện với vợ thì cắn cảo. Anh có vấn đề gì à? Cô mới là người có vấn đề đấy. Tôi cũng đang bực mình đi. Cả ngày đi làm vất vả, về đến nhà thì chỉ thấy vợ cằn nhằn. Hết đồ tiền lương rồi tra khảo này nọ. Cô có để tôi sống yên không? Em làm gì mà anh sống không yên chứ? Anh đi làm, thấy em ở nhà không bao việc chắc. Cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, rồi trông con. Những việc ấy là gì? Vợ người ta thì dịu dàng âu yếm chồng. Còn cô thì sao? Cô nhìn lại bản thân mình có giống người nữa không? Đi với tôi người ta tưởng mẹ cũng nên. Tôi ra như này là vì bố con anh.
mà anh còn chê trách tôi sao? Anh chán tôi rồi chứ gì? Anh có người khác đẹp hơn tôi đúng không? Phải, tôi ngán cô đến tận cổ rồi, ly hôn đi. Cái gì? Anh muốn ly hôn á? Phải, ly hôn đi, tôi có người khác rồi. Một thời gian sau. Anh Đức, anh không ra giúp em việc nhà, còn ngồi đấy mà ngắm ảnh à? Con thì đang khóc kia kìa, không được cái tích sự gì cả, chỉ ăn với nằm ương ra thôi. Mà tiền lương tháng này chưa thấy anh đưa cho em đâu đấy. Con nhỏ, em chưa đi làm được, bao việc phải lo kia kìa. Lại là tiền lương, câu cửa miệng của đàn bà sau khi lấy chồng là đòi lương à? Trước đây em có thế đâu. Trước đây em chưa có con, chưa phải lo cho gia đình nó khác. Chợ bao việc phải lo, làm sao mà như ngày xưa được. Anh đừng có ảo tưởng nữa, đưa tiền lương cho em đi. Mà anh đừng hòng lấp liếm được khoản nào đấy nhé. Anh nên nhớ, em là đồng nghiệp của anh, ở công ty có khoản nào là em biết hết đấy. Đưa tiền đây. Rồi, chịu anh đưa. Sao có hơn một năm mà cô ấy thay đổi thế nhỉ? Còn đôi em Liên xinh đẹp nóng bỏng, ngọt ngào ngày nào chứ. Rất vui vì hợp tác lần này, cảm ơn các anh. Được làm việc với cô Liễu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi đây mới là vinh dự của chúng tôi. Dạ đúng thế ạ. À, tôi cũng chỉ là một nhân viên bình thường, làm theo lệnh của sếp thôi mà. Các anh quá khen rồi. Mà ngại quá, xe tôi bị hỏng đột xuất. Trong hai anh, có anh nào tiện đường về khu Xuân Thu không? Cho tôi đi nhờ một đoạn với. Khu Thu Xuân à? Nhà tôi cũng ở đó, để tôi đưa cô về nha. Cảm ơn anh nhé. Phục vụ người đẹp là vinh dự của tôi mà. Cô đừng khách sáo quá làm gì. Tôi sẽ mời anh cà phê để cảm ơn sau. Anh chàng đẹp trai ga lăng nhé. Mời cà phê cảm ơn à. Anh chàng đẹp trai nữa chứ. Số mình may mắn thế nào ý nhỉ. Toàn được gái đẹp chủ động tán tỉnh thế này. Nhìn em Liễu cũng ngon lành đấy chứ. Một thời gian sau. Anh Đức này, em và anh yêu nhau cũng được một thời gian rồi, anh định tính thế nào? Anh cũng chưa biết tính thế nào nữa. Em có muốn làm vợ anh không? Tất nhiên là muốn rồi. Anh hỏi lạ vậy, nhưng anh đã có vợ rồi mà. Muốn em làm vợ anh thì trước tiên anh phải bỏ vợ đã. Được, nếu em đồng ý làm vợ anh sẵn sàng bỏ mụ sư tử ở nhà của anh để đến với em. Làm sao em biết được là anh bỏ thật hay là lừa em? Anh hãy hẹn vợ anh ra quán, chúng ta sẽ ba mặt một lời nói chuyện, thế em mới tin. Chuyện đấy không thành vấn đề, em chờ nha. Anh nói sao? Anh dám cặp bồ với con ả này và đòi ly hôn với tôi à? Có gì mà không dám chứ. Cô nhìn lại cô đi, vừa hung dữ vừa xấu xí, làm sao so được với tôi. Cô im đi. Cô có biết trước khi lấy anh ta, tôi cũng xinh đẹp và dịu dàng như cô không? Nếu cô lấy anh ta thì tôi là cái kết của cô đấy. Cô đừng nghĩ ai cũng như cô. Phụ nữ không biết chăm sóc bản thân, không nhẹ nhàng với chồng mình thì mất chồng cũng là chuyện đương nhiên thôi. Cô dám? Cô thôi đi. Anh dám đánh tôi à? Mau ký vào đơn ly hôn rồi biến đi cho khuất mắt tôi. Được, ly hôn thì ly hôn, tôi cũng không cần loại chồng như anh đâu. Giờ thì anh được tự do rồi đó. Anh dám đối xử với tôi như thế thì anh cũng không được sống yên đâu. Anh sẽ sống thật tốt phải không em? Không có chuyện đó đâu. Xin lỗi, tôi không phải là Liễu mà là Vi, vợ cũ của anh đây, anh Đức à. Cái gì? Vi ư? Sao có thể? Cái gì?
Vi ư? Anh quên vết ruồi son ở giữa lòng bàn tay của tôi rồi sao? Trời ơi, đúng là Vi rồi. Hai người ngạc nhiên lắm đúng không? Còn vì béo ú, xấu xí, lôi thôi lượm thượm ngày nào, giờ đã trở thành cô nàng liễu xinh đẹp quyến rũ à? Tất cả là nhờ ơn của anh đấy, anh Đức à. Em nói gì anh không hiểu, tại sao lại là Vi? Đơn giản là sau khi bị anh phụ tình, tôi đã quyết tâm giảm cân, phẫu thuật thẩm mỹ để có được diện mạo như bây giờ. Có thế tôi mới quyến rũ được anh chứ. Tại sao chị lại làm như thế? Tại sao chị lại phá hoại hạnh phúc gia đình tôi hả? Cô im đi. Ai mới là người có tư cách nói câu đó hả? Chính cô đã phá nát gia đình tôi trước mà. Tôi chỉ muốn cho cô biết được cảm giác chồng mình cặp bồ và bị người khác cướp sẽ như thế nào thôi. Chị Liên à, cô ta điên rồi. Em tha lỗi cho anh nha. Chúng ta không ly hôn nữa, Liên nha. Anh mới là kẻ điên. Dạo này anh vẫn còn nói được câu đó sao? Đồ khốn. Không bao giờ tôi quay lại với anh đâu. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.